Theo ông Nguyễn Dương Trung Hữu, trưởng phòng quản lý đô thị TP, Đà Lạt, Lâm Đồng, TP đô thị di sản được hiểu là một chỉnh thể lịch sử đặc trưng, một sản phẩm của nền văn minh đô thị, kết hợp hữu cơ các thành tố vật chất và tinh thần, kiến trúc và văn hóa, trong sự hòa quyện với thiên nhiên. Vùng lõi đề xuất xung quanh thắng cảnh Hồ Xuân Hương Hờ, B. Trên cơ sở đó, Đà Lạt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đô thị di sản với cấu trúc đô thị được bảo tồn toàn vẹn và tiếp nối hữu cơ qua các giai đoạn phát triển, có hệ thống di sản kiến trúc và đô thị phong phú, độc đáo tạo nên diện mạo đặc trưng của đô thị, có cảnh quan nhân tạo được tổ chức trong mối quan hệ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, có giá trị lịch sử và văn hóa đô thị đặc sắc được bảo lưu và phát triển tiếp nối. Với vị trí địa lý đặc biệt, khí hậu ôn đới và sự hiện diện của các loài hoa rực rỡ quanh năm, Đà Lạt đã lâu trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhạc sĩ, nhà văn và nhà thơ trong và ngoài tỉnh. Các tiêu chí này hoàn toàn phù hợp với tính toàn vẹn, liên tục, đa dạng và độc đáo của di sản kiến trúc và đô thị trong sự tương tác hài hòa với văn hóa, con người và thiên nhiên của Đà Lạt, ông Hữu chia sẻ. Vào đầu tháng 5 năm 2023, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, cùng Thường trực tỉnh ủy đã tiến hành cuộc làm việc quan trọng với Đại sứ Phạm Xanh Châu, Phó Chủ tịch Trung tâm Á-Âu, Vương quốc Bỉ, với mục tiêu đề xuất TP, Đà Lạt trở thành một TP di sản thế giới. Điều này đã nhận được sự thống nhất và hỗ trợ từ phía Bỉ. Đến tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban soạn thảo đề xuất TP, Đà Lạt trở thành TP di sản thế giới. Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên do ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu và ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực. Ban soạn thảo có 22 thành viên do ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP, Đà Lạt làm trưởng ban và ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP, Đà Lạt làm Phó trưởng Ban thường trực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Ủy ban Nhân dân TP, Đà Lạt chủ trì và phối hợp với Sở VSTTDL và các sở, ngành liên quan để nghiên cứu, xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cần thiết để đề xuất công nhận TP, Đà Lạt trở thành TP di sản thế giới theo tiêu chí UNESCO. Ông Phạm S. cho biết rằng việc xây dựng hồ sơ TP, Đà Lạt trở thành TP di sản thế giới có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Đà Lạt, cũng như tăng cường khai thác di sản và phát triển ngành du lịch trong tương lai. Thông qua nghiên cứu về các tiêu chí và tình hình hiện tại, đã được xác định rằng Đà Lạt đáp ứng hai tiêu chí quan trọng của UNESCO về di sản văn hóa thế giới, thể hiện sự giao lưu quan trọng giữa các giá trị của nhân loại, trong một khoảng thời gian hoặc trong phạm vi một vùng văn hóa của thế giới, về các bước phát triển trong kiến trúc, nghệ thuật, tạo hình, quy hoạch đô thị hoặc thiết kế cảnh quan, là một điển hình nổi bật về một kiểu kiến trúc xây dựng hoặc một quần thể kiến trúc cảnh quan minh họa cho một hay nhiều giai đoạn có ý nghĩa trong lịch sử nhân loại. Theo ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP, Đà Lạt, đến nay đã thực hiện xong chủ trương lập hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nội dung đề xuất TP di sản, thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn và đặc biệt đã xác định vùng lõi và các công trình đề xuất di sản. Vùng lõi được xác định có diện tích khoảng 153 ha, phạm vi, ranh giới xuất phát từ cầu Ông Đạo đi theo ngược chiều kim đồng hồ lần lượt, ranh giới phía nam công viên Hồ Xuân Hương, đường Hồ Tùng Mậu, ranh giới phía bắc của trung tâm viễn thông Lâm Đồng, ranh giới phía tây và nam của nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Con Gà, đường Nhà Trung, ranh giới phía nam và đông của khách sạn Du Park, đường Trần Phú, ranh giới phía đông khách sạn Palace, đường Hồ Tùng Mậu, đường nội bộ phía nam quảng trường Lâm Viên, đường nội bộ công viên Yết Xanh phía nam hồ lắng số 2, đường Phạm Hồng Thái, ranh giới phía đông khách sạn Công Đoàn, đường Trần Quốc Toản, đường Trần Nhân Tông, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Trần Quốc Toản về lại cầu Ông Đạo. Trong vùng lõi này, TP đề xuất 10 công trình chính: thắng cảnh Hồ Xuân Hương, đồi Cù, cầu Ông Đạo, thủy tạ, khách sạn Palace, viễn thông Lâm Đồng, khách sạn Du Park, nhà thờ Con Gà, quảng trường Lâm Viên và công viên Yết Xanh, khách sạn Công Đoàn. Đồng thời cũng đã xác định đề xuất 36 địa điểm phụ, vùng phụ, trong đó có các công trình như trường Cao đẳng Đà Lạt, Gà Đà Lạt, trường Đại học Đà Lạt, khu 17 biệt thự ở đường Lê Lai, khu biệt thự đường Trần Hưng Đạo, dinh Y, dinh 2, dinh 3, cung Nam Phương Hoàng hậu, nhà Địa Dư, biệt thự Trần Lệ Xuân, viện nghiên cứu hạt nhân, chợ Đà Lạt.